hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ bảy đã diễn ra tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam và đồng chí triệu khắc trí ủy viên quốc vụ bộ trưởng công an trung quốc đồng chủ trì hội nghị đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân hai nước hai bên nhất trí quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc thời gian qua đã phát triển tăng cường củng cố về nhiều mặt bộ trưởng công an hai nước đã ký kết biên bản hội nghị thống nhất các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh nội địa ở mỗi nước phát huy hiệu quả thực chất về hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm giữa việt nam và trung quốc trong thời gian tới tập trung triển khai các cao điểm chung đấu tranh chấn áp tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm khủng bố tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mua bán người tội phạm ma túy phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, truy bắt đối tượng truy nã, đặc biệt phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 8 giữa bộ công an hai nước tại Trung Quốc năm 2022.